Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, từ 19 giờ ngày 20 tháng 8 đến 7 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 12 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc tính từ ngày 21 tháng 6 năm 2021 đến 7 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2021 lên 806 ca, ghi nhận tại các địa phương đơn vị sau. Thành phố Rạch Giá ghi nhận 4 ca dương tính mới là trường hợp xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, ngụ tại đường Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Bảo, nâng tổng số ca mắc của thành phố Rạch Giá lên 274 ca. Huyện Châu Thành ghi nhận 2 ca dương tính mới là trường hợp F1 đang cách ly tập trung xét nghiệm lần 1 liên quan đến chùm ca bệnh xã Dục Tượng, nâng tổng số ca mắc của huyện Châu Thành lên 145 ca. Huyện Dòng Riềng ghi nhận 3 ca dương tính mới là trường hợp đang cách ly tại khu cách ly trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tại xã Long Thạnh, xét nghiệm lần 4 đi từ thành phố Hồ Chí Minh, Long An về địa phương, nâng tổng số ca mắc của huyện Dòng Riềng lên 102 ca. Huyện Gò Quao ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung tại khu trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên từ Long An về địa phương, nâng tổng số ca mắc của huyện Gò Quao lên 79 ca. Huyện An Biên ghi nhận 1 ca dương tính mới là trường hợp cách ly tập trung sau khi hoàn thành cách ly tập trung từ tỉnh Hà Nam về địa phương, nâng tổng số ca mắc của huyện An Biên